Thật sự mà nói thì trong cái phòng này á là cái phòng mà em rất là thích ngồi. Thì một khi buổi tối về mọi người ha, khi mà hết khách rồi, cũng lại là hết nhân viên rồi, thì em hay ngồi ở đây để mà ngắm những con huyết long sai lớn. Huyết long sai lớn là một kỳ đó nó rất là hấp dẫn mọi người nha. Đó là một cái sự hấp dẫn mà từ ngày đầu tiên, từ năm 20 mấy, khi mà mình mới biết đến con cá rồng và đam mê tới bây giờ làm nghề này luôn ha mọi người ha. Thì nó rất là phê. Một phần là vì những con cá này là những con cá mà bên em đã nuôi từ nhỏ, nhập từ nhỏ, từ size 20, nuôi lên mấy năm nó lên tới bây giờ. Nó là một cái quá trình rất dài và cũng như là một cái thành quả của mình ha. Ngày hôm nay em sẽ lên clip này để chia sẻ một chúng ta khoảng mười mấy con huyết long, tầm 50 xăng cho đến là gần 60 xăng. Lúa chỉ từ là 15 củ mấy, 18 củ mấy một con. Rất là đẹp nha cả nhà. Cá này là cá nuôi ao nuôi lên, rất là đẹp luôn. Bên em sẽ giao lưu cá lỗi, cá sấu cho bọn chúng ta để nâng cấp lên những con cá đẹp ha, những con cá body cực đẹp và những có những con màu cực kỳ tốt trong cái clip này luôn. Lúa rất là mềm, có những con body sọt luôn. Có góp cho anh em mình luôn. Anh em nào thích góp thì em có thể hỗ trợ góp cho bọn chúng ta, không cần đưa trước cũng được, mình cứ mang cá về nhà mình chơi thôi. Hoặc là anh em chúng ta thích chơi cửu long, những cái hồ cửu long mà bên em đã từng giao cho rất là nhiều mọi người ở Nguyễn Quỳnh Như, rồi những cái anh em khác rất 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 là nhiều ở Cần Thơ, ở những người rất là nổi tiếng, diễn viên các thứ. Thì ok, mà mọi người chúng ta cùng xem qua 12 con huyết long size lớn với một cái lúa rất là mềm nha. Đây là những con fully red nhập Indo chính ngạch của rồng Việt Nam nha cả nhà ha. Ok. Rồi, và đây là ô số 1 cả nhà ha. Bé này có cái đầu gãy cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. Em này đã mắt moi chuẩn chỉ mọi người nha. Những con cá kéo ao lên thì mắt moi lúc nào cũng rất là chuẩn chỉ ha mọi người. Đó, body rất đẹp, đuôi to. Em này tầm 50 xăng, 22 củ mọi người nha, 22 củ. Ô số 1. Clip này là clip 268, tức là được đăng ngày 26 tới tháng 8 mọi người ha. Rất là đẹp nha, con cá hoàn hảo luôn. Nở hậu, đầu gãy, đuôi to. Ô số 1, 22 củ cho bé này. Rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ đến với lại bé ô số 2. Ô số 2 này cũng là một cái quả đầu cực kỳ nhỏ, mà trong khi một cái thân hình thì rất là to luôn mọi người. Đó, em này là ô số 2 nha, cũng tầm 50 xăng. Con này là 18 củ chín, mà con này rất là đậm nha cả nhà. Dù là chưa có tannin, chưa có đèn đốm gì ốp hết mọi người nha. Đầu cực nhỏ, mắt môi cực kỳ chuẩn nè. Mọi người chúng ta nhìn cái mặt nó rất là láng nè. Size con này là 50-52 cm rồi. Đó, đuôi to và chuẩn hết nha. Đuôi to và chuẩn hết, càng rất là dài. 18 củ chín thôi, con này 18 củ chín thôi mọi người. Càng hạ luôn mọi người ơi. Đó, một cái con cá perfect hoàn hảo như vậy mà chỉ có 18 củ chín thôi. Size 50-52. Mọi người ha, quá là mềm luôn. Rồi, bên dưới này là một bé size khoảng tầm 57 xăng, 57 xăng. Con này màu rất là đậm nha, mắt môi là chuẩn chỉ luôn. Ô số 3 nha mọi người. Ô số 3, con này là 22 củ nha. Đó, màu rất đậm nha, nó đang tự lột lưng luôn mọi người. Nuôi phong đen, nuôi phong đèn nha, vẫn tự lột lưng nha. Đó, 22 củ cho bé này. Đó, 57 xăng, đầu muỗng chuẩn chỉ nha mọi người ha. 22 củ nha, 22 củ. Ô số 3. Đó, mã clip này là clip 268 mọi người ha. Rất là ok nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với lại là bé ô số 4 ha. Ô số 4, đầu đẹp chưa anh em? Mọi người thấy cá của Fully Red mua lên đầu đẹp không?
25 củ nha, con ô số 4 này 25 củ, con này là 6 thuộc xăng nha mọi người. 6 thuộc xăng, 25 củ, đầu siêu đẹp luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Đó. Mắt môi đầu hoàn hảo nha, những con cá này là zin 100%. Không có thẩm mỹ gì hết nha mọi người nha. Mọi người chúng ta yên tâm về vấn đề đó ha. Mấy con cá lớn bên em thì mọi người chúng ta yên tâm, không có thẩm mỹ thẩm gì hết nha mọi người. Ô số 4 nha. 25 củ, 60 xăng. Rồi, đây là chúng ta đến với lại ô số 5. Con này là body short nha cả nhà. Body short, đầu siêu mũm luôn. Con này thì kéo ao lên á, lúc mà bắt bao á thì nó có cọ vô cái lưới, cái mắt nó hơi đục một tí nha anh em. Cái này không thành vấn đề anh em, mà chúng ta nuôi vài ngày cho muối là nó tự nó hết nha. Không cần thuốc thang gì đâu. Đó. Body short luôn, rất là đẹp nha. Đó. Con này là 21 củ chín thôi, ô số 5. Body cực đẹp luôn, mọi người chúng ta coi nó bơi lên nè. Body rất đẹp luôn mọi người, ngắn gọn ha. Đuôi to càng dài, màu cực kỳ đẹp luôn, 21 củ chín, 50 xăng. Mắt mô là cực kỳ chuẩn nha. Nó hơi đụng chút là do là kéo nó ao lên nha cả nhà ha. Không ảnh hưởng gì hết, ca cá nha mọi người. Đầu siêu mũm nha, đầu màu xanh lá cây luôn mọi người ơi. Ô số 5, 21 của 9. Rồi, đây là ô số 6. Ô số 6 nha mọi người. Đó, đuôi to càng dài. Con này hơi cháy đuôi một tí nha mọi người. Nó hơi cháy cái chóp đuôi ngoài một tí ha. Con này là 18 củ chín. 50 con này chắc khoảng 58 5 5 5 58 xăng nha. 58 xăng. 18 củ chín. Mắt môi chuẩn chỉ có cái đuôi nó hơi cháy một tí thôi. Mắt môi chuẩn chỉ 58 xăng, 18 củ chín nha mọi người ha. Ô số 6 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với lại bé ô số 7. Cũng là một cái quả đầu phê, quá phê luôn mọi người. Đó, mấy con này đang để đây, đây hồi đèn trắng luôn nha mọi người nha. Đầu muỗng càng hạ đuôi to. Con này là 18 củ 5, ô số 7, 50 xăng. Càng rất là dài. Mấy con này anh em về ốp đèn lên màu cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Ốp đèn lên màu cực kỳ nhanh luôn, tại vì mấy con cá này á, cái vảy nó rất là non, chưa đánh đèn ngày nào hết, cho nên là mọi người chúng ta ốp đèn nó lên lẹ lắm, lên rất là nhanh luôn. Ô số 7, 18 củ 5. Anh em nào mà chơi cá lâu nhìn cái dàn vảy này là biết con cá này đánh đèn là bắt màu liền luôn, chứ không cần phải đánh đèn gì ghê gớm đâu nha. Đánh một cái led bình thường cũng lên ha. 18 củ 5, ô số 7, 50 xăng. Rồi, đây là ô số 8. Màu rất đậm luôn cả nhà ơi. Màu cực kỳ đậm nha. Càng dài, mắt môi chuẩn chỉ hết luôn. Đó. Mọi người có thể ngắm mắt môi đuôi càng của em nó nha. Ô số 8, 18 củ 9. 52 xăng, 53 xăng. Cái mặt đã lên phủ đỏ hết rồi. Đó. Đó, cá sung lắm nha mọi người. Màu đen rất là đậm luôn.
màu đậm lắm nha. 18 cũng chính. Ồ, số 8 ha. Ok. Rồi. Mình sẽ đến với một bé body cực kỳ đẹp luôn. Ô số 9, 19 củ 5. Đây, đầu siêu gãy luôn mọi người ơi. Đó, mọi người thấy cái quả đầu đẹp chưa? Màu cực kỳ chất luôn. Đầu siêu mũn, mắt môi chuẩn chỉ, càng hạ, đuôi to, màu rất đậm nha. 19 củ 5. Con này ô số 9 nha. Mười chín chấm năm củ, ô số 9. Rồi, mình sẽ đến với lại ô số 10 nha. Đây. Ô số 10, con này rất là bự nha mọi người. 57 cm. Mắt môi chuẩn chỉ. Ô số 10, mã clip là 268. Con này là 23 củ nha. 23 củ, mắt môi cực kỳ đẹp luôn. Con này là bao là môi không dư trọn đời luôn nha cả nhà ha. Bao không dư môi trọn đời luôn. Con này 57 cm mà môi nó cỡ này thì bao trọn đời nha. Đó, ô số 10, 23 củ cho bé này. 23 củ nha. Body đuôi càng này nọ là hoàn chỉnh, chỉnh chu nha. Chuẩn chỉ hết luôn nha. Đó. Đuôi rất là to, rất khít nha. Càng dài, mắt môi cỡ này là anh em kiếm đâu ra. Tại vì cá này cá nuôi ao mà, nuôi trên hồ nó đâu có được chuẩn, mặt nó đâu có được non, được láng như vậy đâu. Đó. Ô số 10, 23 cũng nha. Rồi. Mình đến với lại siêu phẩm ô số 11. Body cực kỳ đẹp, body sọt luôn. Càng hạ, mắt môi chuẩn chỉ. Đầu lên đỏ, lưng đã lột sạch rồi. Màu cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Ô số 11 nha. 20 củ 9. 20,9 củ nha. Body sọt, càng hạ. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ô số 11 nha mọi người, 20 củ 9 nha. Cá rất sung, rất căng nha. Càng hà tự nhiên nha. Nó không với phẫu thuật nha mọi người. Nó không với thẩm thẩm mỹ nha. Rất là đẹp. Con này chắc bay đầu tiên đó. Ô số 11, 20 củ 9. Rồi. Mình sẽ đến với lại ô số 12. Ô số 12 con này là 15 củ 8. 15 củ 8 cho bé này. Đây. Đấy, em mới đập cho thơ hồn cái cho nó bơi ra cho mọi người chúng ta xem để nó lâu 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 cái mất thời gian của mọi người. Đây, đó, màu mè ngon lành ha. Đó, mắt môi chuẩn chỉ ok hết nha, càng dài nha. 15 củ 8, con này là ô số 12, của nó là 49 cm. 49 cm nha, 15 củ 8, đập cái nó nhát luôn tấm đùi luôn. Ok mọi người, à, đây là con cuối cùng trong clip này ha. Anh em mà thích con nào thì mình bấm số em nha cả nhà ha. Đầu 09 22 22 23 23. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong những clip tiếp theo ha. Bye bye.